xe, oh my god, big accident, oh my god, nằm liệt giường liệt chiếu ngoài kìa. Kìa coi kìa, coi kìa. Chết người luôn chứ không giỡn chơi đâu nha. Coi cái chỗ này nha. Trời ơi, coi kìa, big accident. Cô. Nó cứ chạy từ từ. Kìa coi kìa, big accident kìa, có xe kìa. Oh my gosh. Xe Maserati. Trong kia Corolla. Corolla nữa. Wow. Ô, xe Corolla này còn chạy được. Trời ơi, không biết cái vụ gì. Cái xe này nè. Cái xe trước này ve vô làm sao mà đục luôn cái cột điện trên nhà xuống. Bây giờ đứt dây điện lòng thòng lẩn thẩn, cúp điện bà con hết rồi. Ghê quá. Oh my god. Mấy cái ông thần nước đục này làm sao mà bây giờ đổ hết dây điện xuống, gãy luôn cái cây cột ở trên nhà kìa. Cây cột đó đó gãy luôn rồi. Giờ xe đổ cảnh sát đồ gì tới tùm lum tùm la hết. Quá ghê luôn. Giờ giăng dây màu vàng hết luôn rồi. Giăng dây màu vàng. Giờ ở mấy cái nhà ngay đây bị cúp điện luôn rồi. Tình hình là không có ai bị thương hết mà xe cảnh sát ông lăng gì tới đầy hết rồi, giăng dây hết rồi. Cái xe truck nó dài quá rồi, mấy cái dây điện giăng giăng đen đó mọi người thấy không, nó méng nó kéo làm sao gãy luôn cái cột điện rồi. Giờ mấy chú này phải tới đây sửa. Giờ dây điện rớt đầy đường hết, ghê không. Giờ xe cảnh sát, xe cứu thương cứu quả tới làm chuyện. Cái chú cảnh sát này giống người Việt Nam quá à. Đó. Đằng đó đó dây điện rớt xuống lòng thòng lởn thởn đầy đường hết kìa. Hên là tiệm mình nó khác cái building, nó không có bị cúp điện, còn bên cái ngay góc dưới gốc cây này nó bị xéo ra là bị cúp điện đó mọi người. Cúp điện đi làm tám. Tình hình cho thấy là cái đường quẹo vô tiệm mình là không được. Cái ngoại khách của mình đã vô không được, phải đi ra đường rồi, không biết ngoại đi đâu rồi, sao mà vòng vòng vô mà ấy được đây, đi đâu được đây, không có đường vô. Chắc ngoại phải đi bộ vô mà không biết lên kia ngoại có tìm được chỗ đậu không. Giăng dây hết rồi, giờ chỉ có đi bộ vô thôi chứ chạy xe vô parking lot này là không được nữa rồi. Để coi tìm ngoại coi. Kêu ngoại Celine lên đây nè. Celine, chị ngoại đậu đây. Đó, ngoại tới rồi. Kêu ngoại đậu đây đi rồi đi vô. Ngoại đã tới. Dìu, dìu em đi vô. Em không có chỗ đậu xe, phải dìu em vô. Em smile. Tôi dìu em về. Ok, step again. Ok. Good. Mom, good mama. Hello. I'm okay nha. Không có dám lái xe ra. Bắt leo lên lề, lên đằng bậc thềm kia cho nên giờ chú cảnh sát lái ra cho ngoài. Leo lên lề luôn. Leo lên lề luôn. Leo lên lề luôn. Trời ơi. Wow. Hư xe ngoại chắc ngoại bắt đền chết quá. Ôi ôi. Ý dạ, giỏi quá. Chú lái giỏi quá. Quá giỏi luôn. Wow. Good. Wow. Strong. Oh, don't bend the rope. They done already now. Làm xong rồi, bây giờ lại dìu em ra xe.
giống như là set to last season. Yeah, yeah. Here goes mom out drinking again. Oh, tang 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 tang. You are my sunshine, my only sunshine. So cute. Mới làm fingernail, beautiful fingernail đâu. Ooh, oh, pink is good. It's a good, right? The color is a good, huh? Color is perfecto. Wow. It's a girl. Yeah, it's a girl. Now go this way, mom. No guys. No guy anymore. They don't lock you anymore. No. Good. See? They too much trouble. Yeah, they did. Wow. Huh? Look at where's that. Someone? Chiều rồi. Chiều ngoài. Now you are today you are have dinner at home or you need to buy something? I am on my way home. Oh, way home. No, no, no buy dinner tonight. No summer house anymore? Oh, no, no summer house. No, no summer Barbara. House oh, no Barbara. Oh. Okay, so, bye-bye, mom. Bye-bye. See you next time. Okay, take care. Yeah, you too. Dây điện ở đây người ta giăng giăng như vậy đó mọi người. Mà xe trước nó cao quá thì nó máng vô và nó lôi đổ nghiêng cột điện hết luôn. Rồi hai chú kia thì đang sửa đồ sửa đạc đằng kia. Rồi mình xin tạm dừng cái video clip này hôm nay tại đây, chia sẻ chuyện happen. Ngày hôm qua đi trên freeway thì thấy đụng xe, còn hôm nay thì ở chỗ làm bị đứt dây điện. Rồi xin chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người vào video clip tiếp theo nha. Bye bye.